Em Sang xin kính chào quý đại gia đình nha. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe. Sang cảm ơn đại gia đình đã đăng ký kênh, ủng hộ cửa hàng suốt thời gian qua nha. Như trước mặt cả nhà, đây là Sang giới thiệu một con Xtin 024 Super ha. Máy còn rất là mới, rất là đẹp ha. Máy mới đẹp như thế nào thì bây giờ Sang mời cả nhà xem tình trạng bên trong của con máy, rồi Sang sẽ tiến hành cho máy nổ nha. Mời cả nhà cùng xem từng linh kiện của con máy. Nhà thấy trên màn hình ha, đây là thân chính, bộ phận chính của con Xtin 024 Super ngày hôm nay nha cả nhà. 024 Super này thì còn điện zin, qua lăng mâm lửa đều zin hết, ốc nó còn vàng khè hết nha cả nhà. Máy rất là đẹp nha. Đây, ốc còn vàng khè luôn. Con này được sản xuất năm 1988 với công suất là 44,3 cc, nặng là 4.7 kg. Tốc độ đề tua khá là cao, 15,9 m/s, coi như là 16 m/s tốc độ kinh. Dòng này được cho là đỉnh nhất của dòng 024 đó. Con này thì được trang bị đồng tiền, đây zin đồng tiền Xtin còn khá là dày, và chuông đồng tiền zin luôn, toàn bộ zin theo máy, đồng tiền rất là dày đó. Con này thì B7 này thì mình lên xích lớn được rồi ha, Q6 hay gì đó, nó chân lớn ở chân 72, xài chung với chân 72 nha. Đây, ở xích lớn, máy còn rất đẹp, rất mới, máy còn rất mới. Đặc biệt chế bê tông, mặt tiền rất là đẹp, bê tông. Nòng trước, nòng là gần như chưa đóng khói nòng, đặc biệt nha. 1988 nhưng máy ít sử dụng, khói nòng gần như chưa đóng, và đương nhiên là phân bê tông còn đây, phân bê tông còn rất đẹp, đây rất là dày luôn, đẹp cực đẹp luôn ha, từ trên xuống tới dưới, ok chưa, máy rất là mới nha, quá đẹp. Một con máy 024 Super đợi cao của Xtin trên thị trường, con 024 Super khá là nhiều, nhưng tìm được một con máy đẹp như thế này thì khá là hiếm. Đó. Rồi bây giờ Sang mời đại gia đình mình cùng Sang tiến hành gắp từng chi tiết bộ phận của con Xtin này vô ha. Mời cả nhà cùng gắp với Sang. Cả nhà đã xem được toàn bộ chi tiết bộ phận linh kiện của bên trong của con 024 Super hôm nay ha. Giờ Sang sẽ tiến hành cùng cả nhà lắp gắp con máy này vô. Đây, như cả nhà thấy đây là chip dự kiện ha, Xtin đó, Made in Swiss Germany ha, chuẩn Đức. Giờ Sang sẽ tiến hành cùng cả nhà lắp vào, dây dự kiện nó còn trắng tinh luôn ha, máy còn khá là mới. Đây, tiến hành lắp vào. Các bước lắp vào của Xtin này thì rất là đơn giản, hầu như là Sang làm khá là nhiều những video này rồi. Đây là những bước cơ bản nhất để cho một con máy cưa nó nổ ha. Và bên Sang làm thì nó cũng chi tiết rõ ràng từng bộ phận chi tiết của con máy để cho cả nhà hoặc khách hàng của mình mua một con máy đánh giá được con máy của mình khi sở hữu nó như thế nào, đẹp xấu ra sao ha. Bên Sang bán thì hoặc là làm thì cố gắng làm thực tế nhất có thể gửi đến đại gia đình mình. Đây, tại vì mình đã mua một con máy đã qua sử dụng thì mình cần biết, và mình tốt nhất là phải biết những bộ phận bên trong nó còn như thế nào, để sau này mình sử dụng mình hư hỏng sửa chữa gì nó dễ ha. Đó. Xong, bốn ốc đã bắt xong nha, rất là nhanh gọn. Khóa xích đồ này kia là còn zin hết ha. Giờ sẽ tiến hành gắp cái bô vô. Bô thì dòng Xtin nó rất là đơn giản nhanh gọn. Đây thì gắn vô đây làm gì, gắn gọn vô nó là xong ha. Sang đã bắt ốc xong rồi ha, giờ chỉ việc là bắt cái nắp ngoài nữa là xong, rất là nhanh gọn. Sang sẽ tiến hành bắt mấy con hai con ốc mặt ngoài vô, đó là xong. Sang xin nhắc lại nha, ai chưa đăng ký kênh của Sang thì hy vọng đăng ký kênh và like cho Sang một like ha, để Sang có động lực tìm những con máy đẹp nhất có thể gửi đến đại gia đình mình ha, đặc biệt là những con máy đã qua sử dụng của Nhật ha. Vừa qua thì Sang đã gắp xong rồi, giờ Sang sẽ tiến hành
gắp cái áo vô. Nhưng mà trước khi gắp áo á, thì dòng này thì mình phải gắp puri trước ha. Mình gắp puri trước rồi mình mới gắp được cái dòng áo sao. Dòng Xtin 024 là nó đặc biệt ha, 024, 026 khá là đặc biệt. Đó, xong ha. Giờ tiến hành gắp áo vô nha cả nhà. Đây, áo Xtin 024 Super ha, khá là đẹp, green nha. Đây, green ha, Xtin. Tiến hành lắp vào. Máy nói chung là nó còn khá là mới. Tin này rất là dễ gắp cái dàn áo vô đó, nó can nó ngay móc ngay nè, rồi mình cứ việc mình đưa vô thôi là nó sẽ vô ha. Rồi giờ tiến hành nhặt ốc này, ốc này vô nữa là xong rồi, rất là nhanh, rồi đơn giản. Đồ của Đức lắp gáp thì rất là đơn giản luôn, nhưng mà nó chắc chắn ha. Lắp con ốc rồi mà nó cứng ngắc luôn. Này thì nếu mà mấy con máy Nhật á, thì gáp 4-5 con ốc nè. Ví dụ mà đặc biệt như dòng Komatsu á, gáp cái áo ở trên này không là 4 con ốc, 5 con ốc. Rồi, tiếp theo đó là Sang sẽ gáp bình xăng con. Bình xăng con này như thế nào? Bình xăng con này là Gin One Pro. À, cả nhà thấy được cái độ đẹp, độ bóng của bình xăng con nó còn rất là mới nha. One Pro, bình này thì được sản xuất tại Singapore. Dòng Xtin hình như One Pro là toàn là Singapore sản xuất. Ít thấy của Nhật sản xuất nha. Nếu mà dòng của Komatsu á, dòng Komatsu của Nhật hoặc là dòng Shinowa của Nhật á thì sẽ được sản xuất tại Nhật. Còn One Pro này thì của Singapore sản xuất sang thấy khá là nhiều. Xtin Gin ha, rất tiếp. Rồi bây giờ tiến hành lắp vào. Bình này thì sang có khá là nhiều video hướng dẫn để lắp máy, lắp bình xăng con và vệ sinh rồi ha. Nên sang bỏ qua cái khâu đó, tại vì khâu đó cũng khá là dài dòng và lâu ha. Nên Sang sợ đại gia đình mình chiếm mất thời gian. Nếu mà anh nào mà muốn thích xem lại những cái cách và các bước mà vệ sinh bình xăng con á, thì lục lại những cái video đó dùm Sang lại ha. Coi lại. Này thì Sang bỏ vào cái bước đó. Khá là đơn giản. Rồi, thế là xong. Bắt hai ốc nữa là xong xuôi nhiệm vụ ha. Bắt hai ốc này gắn dây xăng vô thì sẽ tiến hành gáp ốc vô nha cả nhà. Ốc nó vàng khè ha. Ốc rất là đẹp nha. Không biết là trên camera thì có thể là cả nhà chắc không thấy được, nhưng mà ở ngoài ốc nó vàng đẹp lắm. Sang thích những con máy hàng bãi là như thế nè. Cái màu ốc nó máy mà nó còn đẹp á. Cái màu nó đẹp lắm. Nhìn mê ha. Tuy rằng những con máy này thì nó so với con máy mới của Bagasin bây giờ á thì có thể là nó cũ, nó lâu so với máy mới thì nó không bằng, nhưng mà về cái phần máy khâu chất lượng á thì viên ốc này á sẽ thấy nó làm đẹp, đời xưa nó làm đẹp hơn mới bây giờ ha. Mới bây giờ nó làm cái màu trắng không có bắt mắt đâu, cái màu vàng vàng nó đẹp ha. Rồi giờ Sang sẽ tiến hành ghép cái chụp e vô đây, cái tin ha, rất là đẹp. Chỉ tin nằm đây nè. Cả nhà cảm nhận như con máy này như thế nào ạ? Hãy bình luận bên dưới giúp Sang ha, để Sang biết và tham khảo ý kiến của cả nhà, xem ý kiến của cả nhà thấy con máy này như thế nào. Để 1988, wow, khá là lâu nha cả nhà, sản xuất năm 1998, 2000 thì nó 12 năm, 22 rồi, wow, ba mươi mấy năm mà ít sử dụng, vẫn còn mới như bình thường, vẫn còn đẹp, mà đồ đúng là đồ chuẩn có khác, sản xuất khá là lâu, tới bây giờ chùi rửa vệ sinh ra, ốc ác còn vàng khè, còn đẹp, thậm chí xài ngon. Phải gọi là nhất. Like cho Sang một like nào. Rồi bây giờ Sang mời đại gia đình mình tham khảo nghe tiếng máy nổ của con máy này. Rồi nó chạy như thế nào đã ha. Xem được từng chi tiết bộ phận bên trong của máy ha. Con máy này còn rất là mới, khá là đẹp luôn á cả nhà. Từ tới lam xích gặp made in gặp money luôn ha. Lam xích in của nó ha, theo máy xích còn rất là dày.
đặc biệt ốc lam này, các nhà thấy nè, cái đỏ ốc vàng khá là đẹp nha. Lam này thì mạch cắt là 40 cm nhưng mà nó là 16 inch là tầm 5 tấc nha mấy anh. Đó, rồi bây giờ xem sẽ tiến hành cho máy nổ và mời cả nhà nghe tiếng máy chạy như thế nào ha. Đây. Máy chạy gần tì. Tắt máy ha. Dòng này là dòng cao cấp nhất của thằng 024 ha. Này là 024 Super. Công suất của nó là tới 44.3cc nha. Còn này thì bít tông của nó là 44 ly, xài chung với bít tông của thằng không 26 ha. Nó công suất lớn, đề tua lẹ. Dòng này thuộc dòng mạnh nhất của 024, còn được gọi là 024 AV Super ha. Rồi video xem đến đây kết thúc. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Giải thích con máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình và chi tiếp xem. Chúc ngay con máy này ha. Máy này về độ đẹp thì không còn bàn cãi nữa ha. Quá đẹp, con này phải gọi là quá đẹp. Rồi. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip tiếp theo ạ. Bye bye.